Ngày hôm qua thì chặng 3 giải đua xe đạp quốc tế VTV Cúp Đôi Hoa Sen năm 2017 từ Thanh Hóa đến Nghệ An đã được diễn ra. Kết thúc chặng 3, tay đua Lê Văn Duẩn đã giành áo vàng từ tay đua Jean-Paul Morales. Không chỉ giành được áo vàng, Lê Văn Duẩn còn xuất sắc giành luôn cả áo xanh sau chặng 3 từ tay nhờ em Lê Nguyễn Minh, trong khi áo trắng vẫn thuộc về tay đua Nguyễn Hữu Đức. Hôm nay sẽ diễn ra các chặng đua vòng tròn dài 54 km với 20 vòng quanh quảng trường thành phố Hồ Chí Minh ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An